Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề làm thế nào để làm sạch thân dương vật. Đến lúc chúng ta nói về con voi trong cái phòng và cái vòi của con voi rồi, ý tôi nói ở đây đó chính là dương vật của bạn. Lần cuối cùng bạn làm sạch dương vật là khi nào, và lần cuối cùng bạn ngửi thấy mùi hôi, mùi khó chịu từ vùng háng của mình là khi nào. Và nếu như bạn mong muốn làm thế nào để làm sạch thân dương vật của mình, đây là video dành cho bạn. Nếu như bạn thấy hay, bạn thấy ý nghĩa thì hãy nhớ đăng ký kênh và bấm subscribe ở phía dưới. Đàn ông của chúng ta, dương vật là một thứ quá quan trọng để chúng ta tự hào khoe bạn bè, khoe bạn gái của mình về dương vật của mình. Để bạn tự tin sâu về chuyện đó thì trước hết làm thế nào bạn phải làm sạch dương vật của mình một cách thơm tho thì bạn mới đủ tự tin sâu về dương vật của mình. Đàn ông của chúng ta có rất nhiều những hoạt động hàng ngày gây ra tình trạng tiết mồ hôi, những chất bã nhờn và đặc biệt là da chết tích tụ ở đầu thân dương vật gây ra tình trạng mồ hôi, mùi khó chịu. Và đặc biệt tôi muốn nói với bạn rằng cái chất nhờn thực chất là một chất tự nhiên tạo ra để làm cho dương vật chúng ta không bị khô. Tuy nhiên, một chất thức da dư thừa sẽ gây ra tình trạng đọng ở đó và gây ra tình trạng viêm nhiễm. Đó là nơi phát triển của các vi nấm, vi khuẩn phát triển. Và bạn vẫn nghĩ rằng nó là không nghiêm trọng. Vậy thì để tôi nói cho bạn nghe cái vấn đề của không dọn sạch cái phần đầu bao dương vật, hậu quả nó sẽ như thế nào. Đầu bao dương vật của chúng ta chứa rất nhiều các dây thần kinh. Và đặc biệt nó rất dễ bị kích ứng. Nếu như chúng ta không dọn sạch đầu bao dương vật một cách sạch sẽ thì sẽ gây ra tình trạng đỏ, viêm nhiễm, sẽ gây ra giảm tình trạng kích thích sau này. Thứ hai, có thể gây ra một số các tình trạng bệnh lý, ví dụ như viêm tuyến tiền liệt, nổi mụn ở phần bao quý đầu. Vì vậy cái vấn đề vệ sinh sạch sẽ phần bao quý đầu hết sức là quan trọng. Nếu như bạn đang gặp tình trạng về hẹp bao quý đầu thì lời khuyên của tôi dành cho bạn đó là hãy cắt bao quý đầu ngay lập tức. Bởi vì nếu như bao quý đầu không được lột sạch thì những chất bụi bẩn, những chất da tế bào chết, những chất bã nhờn sẽ tích tụ ở phần bao quý đầu gây ra tình trạng viêm nhiễm, gây ửng đỏ hoặc gây ra tình trạng những mụn trắng ở phần bao quý đầu. Để lâu tình trạng như vậy thì cũng rất là nghiêm trọng. Vì vậy lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy cắt bao quý đầu ngay lập tức. Nếu như bao quý đầu của bạn đã được lột thì tôi xin chúc mừng bạn, bởi vì bạn sẽ rất dễ dàng được vệ sinh sạch sẽ. Vậy thì tôi sẽ chỉ cho bạn cách vệ sinh sạch sẽ phần bao quý đầu là như thế nào. Bao quý đầu là một nơi rất nhạy cảm, vì vậy chúng ta không nên bôi trực tiếp xà phòng vào đầu bao quý đầu. Chúng ta cần phải tạo bọt trước khi tiếp xúc vào bao quý đầu. Bạn cần phải kéo phần lớp da bao quý đầu xuống, rửa sạch nó cả bên trong và bên ngoài một cách sạch sẽ nhất có thể. Và đặc biệt bạn cần chú ý rửa vệ sinh thêm của các vùng bẹn, vùng thân dương vật và vùng tinh hoàn. Vùng bẹn là nơi chứa rất nhiều các loại mồ hôi, nơi tích tụ rất nhiều các loại chất bẩn và da chết gây ra tình trạng nấm mốc và viêm nhiễm. Và thân đầu bao quý đầu của chúng ta thường tiếp xúc với vùng bẹn, vì vậy chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ vùng bẹn, vùng thân dương vật và vùng tinh hoàn một cách sạch sẽ nhất. Sau khi bạn tắm, bạn cần phải lau khô. Và bạn hãy nhớ rằng sau khi tắm xong, chúng ta cần phải thay một quần áo mới, tránh mặc lại đồ cũ, vì đồ cũ rất dễ bị nhiễm khuẩn. Kích thước và chất lượng của nó cũng hết sức là quan trọng, bởi vì nếu như chúng ta lựa chọn một chất liệu vải tốt, thông thoáng sẽ rất hạn chế được rất nhiều loại bệnh gây ra tình trạng ngứa, đặc biệt là bệnh hắc lào hay còn gọi là lát đồng tiền. Vì vậy, thanh niên chúng ta cần chú ý vệ sinh sạch sẽ các vùng háng, vùng thân dương vật và đồng bao quý đầu. Video này đến đây là kết thúc. Chúc các bạn một ngày mới thành công và đầy sức khỏe.